Xin chào tất cả quý anh chị. Tiếp tục em Công lại giới thiệu cho quý anh chị mình một mảnh vườn cà phê, hồ tiêu và sầu riêng quý anh chị này, với tổng diện tích là 2,1 hecta, vị trí trực thuộc tại xã Đắk Búc So thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông quý anh chị ạ. Với tổng diện tích này thì bác gia chủ đã trồng được 1.400 cây cà phê, trong đó có 900 cây cà phê kinh doanh, còn lại là cà phê tơ như thế này quý anh chị nhé. Hiện tại thì em Công đang đứng ở khu vực bác gia chủ trồng cà phê tơ để quay cho quý anh chị mình cùng xem này. Cà phê như thế này là bác gia chủ đã trồng được khoảng rơi vào đâu đó khoảng 400 cây cà phê tơ quý anh chị nhé. Đó, 400 cây cà phê tơ, còn lại là 900 cà phê kinh doanh ở khu vực phía bên trên này quý anh chị này. Đấy, mình có hồ nước tưới riêng và có máy ống đầy đủ cho quý anh chị mình luôn rồi. Thân đất của mình là triền lai và chất đất đỏ ba gian, tơi xốp không sỏi đá quý anh chị. Và cái mảnh vườn của mình đặc biệt là bám được 120m mặt tiền đường bê tông. Đó, nằm ở trên đỉnh mảnh vườn quý anh chị này, nằm ở trên đầu rẫy của mình. Nó chỉ cách trung tâm trường chợ nơi đầy đủ các tiện ích là đúng 3,5 km quý anh chị nhé. 3,5 km. Và mình di chuyển ra cụm dân cư đông đúc là khoảng 1 km quý anh chị này. Đây, thân đất của mình đây quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Và chất đất của mình là đất đỏ ba gian, tơi xốp không sỏi đá quý anh chị nhé. Đó. Cà phê tơ như thế này là bác gia chủ trồng được rơi vào đâu đó khoảng 400 cây cà phê tơ là qua năm thu chính quý anh chị này. Cà phê rất là đẹp luôn. Và em sẽ di chuyển xuống quay trước khu vực hồ nước tưới cho quý anh chị xem. Sau đó em sẽ lên quay cái phần cà phê kinh doanh và sầu riêng cho quý anh chị mình xem. Sầu riêng là bác gia chủ trồng được 100 cây sầu riêng quý anh chị này. Là có 53, có 54 và có một số cây là đã cho thu bói rồi quý anh chị ạ. Còn hồ tiêu là bác trồng được khoảng 500 trụ. Nhưng mà hồ tiêu cũng tạm tạm thôi, không được đẹp quý anh chị nhé. Hồ tiêu chỉ nằm ở mức độ trung bình, không được gọi là không được đẹp quý anh chị. Chủ đạo cái mảnh vườn này là cà phê và sầu riêng thôi. Đó, mình có một cái hồ nước tưới riêng đây quý anh chị này. Đó, cái hồ nước rất là rộng luôn. Nói chung cái xung quanh này, cái địa hình là một mảnh sình lớn quý anh chị nhé. Sau đó thì các bác gia chủ, các hộ xung quanh đây thì tiến hành múc hồ. Nói chung cái về cái nguồn nước tưới ở đây thì các bác hãy yên tâm về cái nguồn nước tưới. Đường ống tưới tiêu thì bác gia chủ chôn sẵn trên mảnh vườn của mình rồi. Đây, mình chỉ bị mất khoảng tầm khoảng hơn một sào ở phía bên dưới này quý anh chị này. Hơn 1.000 mét vuông là đất hơi thoải nhẹ một tí. Đó, chỉ thoải nhẹ thôi quý anh chị ạ. Nói chung cũng không đáng kể. Còn từ đây, từ cái hàng mít này quý anh chị này, đổ lên là đất cực kỳ đẹp luôn. Và lên trên cái mặt đường của mình là nó chỉ bị khoảng đâu đó một sào là lại hơi bị thoải mạnh một tí quý anh chị. Nói chung nó bị tổng cộng nó bị đất dốc, nó rơi vào mất khoảng là 2 sào quý anh chị, hơn 2 sào, 2.000 mét vuông. Là cái đất của mình nó không được đẹp, nó hơi thoải nhẹ, thoải mạnh một tí. Còn lại thân đất của mình rất là đẹp luôn. Đó, cà phê tơ là 400 cây. Đường ống quý anh chị này là bác chủ bác chôn sẵn rồi. Đó, chôn sẵn và có máy ống đầy đủ cho quý anh chị rồi. Quý anh chị mua vào đến mùa tưới là chỉ cần nổ máy lên là tưới thôi. Đó. Đường này là đường riêng của mình nhá. Bác chủ bác mở từ trên cái trục đường bê tông, mình bám được là 120m và chạy thẳng xuống chân hồ luôn. Em sẽ xin phép tạm dừng máy quay để em lên quay cà phê tơ cho quý anh chị mình xem. Đây quý anh chị nhé, từ cái khu vực này này, mình hất lên là cà phê kinh doanh. Cà phê kinh doanh mà bác gia chủ có trồng sen một ít hồ tiêu, rơi vào tầm khoảng 500 trụ này. Và 100 cây sầu riêng là có 53, 54, là năm nay đã cho thu bói một số cây rồi quý anh chị này. Cái khu vực bác chủ trồng cà phê kinh doanh này thì trái cực kỳ nhiều luôn quý anh chị nhé. Rơi vào tầm khoảng 900 cây cà phê kinh doanh này. Đó, 900 cây cà phê kinh doanh. Với cái mức giá rất là hợp lý quý anh chị ạ. 2 hec mốt sổ đủ mà giá chỉ có 1 tỷ 800 triệu thôi. Giá này vẫn còn thương lượng bất lục lá cho quý anh chị mình may mắn làm ăn. Đây, trái cà phê cực kỳ nhiều luôn. Vị trí trực thuộc tại xã Đắk Búc So thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông quý anh chị nhé. Trồng phun cà phê cả tơ cả già này là rơi vào đâu đó khoảng 1.600-1.700 cây quý anh chị ạ. Còn lại diện tích đất là bác chủ bác trồng hồ tiêu. Hồ tiêu thì cũng nằm ở mức độ trung bình thôi. Chủ đạo cái mảnh vườn của mình về cái nguồn thu là cà phê quý anh chị nhé. Trên đất của mình đây quý anh chị này
là bác gia chủ bác đã trồng được 100 cây sầu riêng. Và sầu riêng có năm 3, có năm 4. Như cái cây này là năm thứ 4 của anh chị này. Là năm vừa rồi đây bác cho trái bói rồi. Bác đã thu hoạch trái bói rồi. Còn lại là năm 3 của anh chị nhé. Đấy, năm 3 là tổng cộng là mình có khoảng 100 cây sầu riêng. Đây, hồ tiêu như em nói đây của anh chị này. Nói chung hồ tiêu nó cũng nằm ở mức độ trung bình thôi. Nó chỉ rơi vào bác gia chủ trồng riêng khoảng 3 sào thôi quý anh chị nhé. Rơi vào 500 trụ hồ tiêu. Còn lại là đất diện tích là bác đã trồng cà phê đông đặc hết quý anh chị này. Chỉ mất khoảng một khóm thôi. 2 hectare mốt mà bác chỉ trồng một khóm khoảng 3 sào hồ tiêu thôi. Còn lại là đất trồng cà phê hết quý anh chị nhé. Nói chung cái sản lượng cà phê năm nay bác chủ bác có dự trù là phải rơi vào đâu đó tầm khoảng trên 4 đến 5 tấn cà phê nhân quý anh chị này. Đó, cà phê rất đẹp luôn. Đây, hồ tiêu ở khu vực này cũng khá đẹp quý anh chị. Đó, cũng đang khá là đẹp này. Nó chỉ mất khoảng một góc bên này tầm khoảng 2 sào là xấu thôi. Còn khu vực bên này cũng đang rất đẹp. Đó, 500 trụ. Nó chiếm khoảng mất 1 phần 3 là xấu. Còn lại 2 phần là đang đẹp quý anh chị nhé. Còn cà phê như thế này là đông đặc này. Đó, nói chung cái mảnh vườn này nguồn thu đang rất là đẹp luôn. Mà cái giá nó rất hợp lý quý anh chị này. Bác chủ bác bể nợ cần bán gấp quý anh chị ạ. Cần ra gấp luôn. Nói chung là cần ra gấp, rất là gấp rồi. Nên bác hạ giá cho cái mảnh vườn này 2 hectare mốt mà giá chỉ có 1 tỷ 8 thôi. Thì quý anh chị hãy nhanh tay sở hữu cái mảnh vườn này quý anh chị nhé. Nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0345 137793 quý anh chị. Đây, cà phê bắt đầu chín bói rồi quý anh chị này. Mình mua giấc này là tầm khoảng trên một tháng nữa. Khoảng 40 ngày là mình bước vào mình thu hoạch cà phê rồi quý anh chị. Đó, vị trí trực thuộc tại xã Đắk Búc So thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông quý anh chị nhé. Với mức giá cho tổng diện tích 2,1 hectare này là 1 tỷ 800 triệu. Giá vẫn còn bớt lộc may mắn cho quý anh chị mình làm ăn. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và luôn luôn đồng hành cùng Phan Công Đất Đắk Nông.